Xin chào các bạn. Cái đống này là cái đống mà mình có vấn đề với nó. Mình vô cùng bất hài lòng với cái đống này. Còn mình muốn cách nào đó giải quyết cái đống này. Mình muốn đem nó lên tên tuốt lên trên hết. Nhưng mà bây giờ dỡ nó ra đó sẽ làm cho chỗ này nó rất là xấu. Vì ở dưới nó bị cái màu đen, rồi mấy cái cát đất cũ ở dưới đó, nó rất là xấu, nó sẽ xấu hơn là tạm thời vẫn đã như vậy cho đến khi mình có một cái cách giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà đặt lần cũng đã làm rồi, đặt muốn nguyên cả một cái chỗ này á vài năm nữa đó, thì sẽ một là những cái cây bông mình thích như bông hồng ví dụ vậy, hay là bông cẩm tú cầu ví dụ vậy thì mình thích. Còn các bạn thấy mình cắt mấy cành cây bông cẩm tú cầu ra đó, xong cái nó mình cắm xuống vậy mà nó mọc nè, thấy không hả? Đó, nó tức là cái rễ nó nằm ở dưới á, nó chịu cái đất ở dưới, nó chịu nên cái này nó không bị chết. Chắc chắn sẽ có những cái nó sẽ chết, nhưng mà cũng vẫn còn những cái nó mọc lên. Mình muốn nguyên cả cái chỗ này năm giờ vài năm sau là phải là bông hoa đồ cho nó đẹp chứ không phải kiểu như vậy. Mấy cái cây này mình cắt ở mấy cái chỗ mình không có muốn nó có đó, mình đem về phía chỗ này hết luôn. Cả cái cây này chỗ kia cũng đẹp lắm nhưng mà mẹ vợ không thích, bà vợ cũng không thích luôn nữa, chặt nguyên cái cây nó xuống. Đặt cũng lấy cây để cắm xuống luôn. Cái nào mọc lên được thì tốt, mình bỏ thấy ổn quá. Mấy này chỉ có cắt cái nhánh thôi, mình đâm xuống nó bảo đảm nó sẽ lên, mình biết nó lên. Cái vấn đề lên hay không á cũng một phần là cái đất ở trong đó có tốt không, cái đất có đủ điều kiện cho nó lên không, hay là đất bị khô khan quá thì nó sẽ bị chết. Nhưng mà đất tốt thì nó sẽ lên đó. Không, đây là gai không à, mấy cái gai gì tùm lum tùm lá đó, phải như nó là cái gai bông hồng mình cũng an ủi, mình cũng thích. Nhưng mà nguyên cả một cái năm vừa rồi mình không thấy có cái bông nào hết trơn, mà mình thấy toàn mấy cây gai không à. Để coi năm nay coi như thế nào. Năm vừa rồi là mình đi dọn vô cái nhà này là tháng 7, cho nên mình không biết trước đó mấy cái cây này nó có bông không, mình không biết. Không, thì mình mua cái nhà là tháng 6, mình dọn vào tháng 7, nên những cây này thật sự ra có bông không mình không biết. Giờ bây giờ vẫn để đây cho nó mọc lên cái đã. Không, bà vợ Đạt muốn đặt chặt luôn cả cái cây này ra, rồi chặt luôn cả cái cây này ra luôn để mà trồng mấy cái bông. Thật sự lúc mà mình mới tới nhà này á là mấy cái cành cây này nè, mấy cành cây này nó sát đất luôn, mấy cái cành này nó sát đất luôn, mà nó sát đất nhìn xấu lắm chứ không phải sát đất mà nhìn nó đẹp, bởi vì nó bị chết á. Có những cái cành nó chết, nó nhìn cái thì có tươi, cái thì bị khô khan, nó chết, nó xấu lắm. Rồi cho nên muốn cắt bớt, nhưng mà có lẽ là đặt cắt nó hơi quá cao hơn sự cần thiết. Lẽ ra là phải cắt phân nửa như vậy thôi, đặt cắt hơi cao quá. Mà lúc mà mình làm á, mình cắt nó cao là bởi vì trong đầu của mình có hai vấn đề. Thứ nhất là ở nhà sợ mấy con rắn, con này con kia, nhà má Đạt kia với vợ Đạt sợ rắn, cho nên mấy cây nào mà bụi mà sùm xuống là bà kêu cắt hết. Bà không muốn rắn, đây làm gì có rắn. Không, nhưng mà anh bà kêu sao làm vậy đi nha ha, khỏi gây ha. Rồi mình đã cắt đó một phần, thì mình cắt cái đó xong rồi cái mình muốn trồng những cái bông tulip ở dưới. Mình muốn trồng những cái bông tulip ở dưới, hoặc là những cái bông gì ở dưới để cho nó lên cao, thì lý do đó mà mình cắt nó cao tới đây. Nhưng mình vẫn hối hận vì cắt đã quá cao. Cái cây này thì cách đây 1-2 ngày trước đã đòi cắt, thì Đạt chưa chịu cắt. Đạt vẫn còn tranh đấu, tranh luận tranh cãi với lại bà vợ, không muốn cắt. Thì hôm nay mình thấy trong này có cái ổ chim các bạn, có cái ổ chim nè, có ổ chim đẹp chưa ha. Đó, cách đây mấy bữa trước không có nha, mấy bữa trước không có ổ chim, bữa nay vô ra thấy có cái ổ chim đẹp chưa đó. Rồi ổ chim đó mình đoán là mấy con chim cút, tại vì năm vừa rồi Đạt cũng có thấy chim cút nó bay vòng vòng đây nhiều lắm. Ở trên đây cũng có ổ chim nữa. Mấy cái này là năm vừa rồi mình bỏ cái đào từng lỗ, mình bỏ từng củ xuống đó các bạn, chứ không phải là có sẵn vậy đâu. Năm vừa rồi là mấy cái cây của cái này nè, những cái cành của cái này nè, nó xùm xề xuống tới đất luôn, và nó rất là xấu, cho nên mình đã cắt nó.
Đó, những cái đó là những cái dấu mình cắt đó. À, năm rồi đó. Mình cũng đào từng củ để bỏ xuống dưới đó. Đào từng lỗ bỏ xuống dưới đó. Cái này là hoa sen đá. Mình thấy rất là nhiều chỗ, nhưng mà đây là cái chỗ đầu tiên mà Đạt thấy nó mọc bông các bạn. Rồi còn đây là cái mảnh đất mà lần trước có cái một cái video kia Đạt cũng hỏi góp ý đó, là bây giờ làm sao chỗ này mình có thể làm được cái hồ cá koi, hoặc là cái hồ cá hay là một cái water fountain. Thì cái hồ cá thì nó không phải một ngày một bữa có thể làm được, nhưng mà cái phần quan trọng là mình phải làm cho cái này nó có được cái sử dụng của nó. Thì Đạt đã cạo hết mấy cái gọi là mấy cái wood chip á, mấy cái giống như cái đất cũ ở đây, mấy cái wood chips của tụi nó đây á, Đạt không biết tiếng Việt nó gọi là cái gì nha. Đạt đã cạo nó ra và đã đem lên tuốt ở trên kia Đạt bỏ rồi. Đúng. Thì đất mấy đất này Đạt cũng mới bỏ vô, xong Đạt có rải một số bông hạt giống của bông bông cúc. Đạt có rải một số hạt giống của bông cúc xuống dưới đây rồi. Mình mong là chỗ này tạm thời khi mình chưa có sử dụng nó như là một cái hồ cá thì cái chỗ này sẽ là có bông lên nó đẹp đẽ. Cái chỗ trong đó đó Đạt mở nó ra định làm cái cửa. Làm cái cửa để mình bên này mình đi qua bên kia luôn. Tại vì mình cần phải cắt cỏ, mà cỏ nó nằm tuốt ở trên, mình sẽ dắt cái máy cắt cỏ lên á, phiền quá, nên Đạt sẽ làm cái cửa và để cái máy cắt cỏ phía trong đó. Cái cửa cái đó Đạt mở ra rồi, thì cái cửa chưa có làm xong. Trời lạnh quá các bạn, lạnh đang bị giá xì. Cái này muốn đào lỗ, đào hang mình phải gọi số 311 để mà hỏi là ở dưới này có thể đào được không, chứ còn đào bậy là bị phạt chết. Cho nên cái vấn đề đó mình không thể nào làm ngày trước ngày sau được, hoặc là trong thời gian ngắn mình phải có những cái phép để làm cái đó. Thì tạm thời mình sẽ bỏ những cái hạt giống bông xuống dưới đó mình trồng thay vì để như vậy. Lạnh, gió lạnh quá. Đi kêu bà vợ tới chỉ bả cái chỗ mình định làm cái bậc thềm mình đi lên đó. Cho nên hai vợ chồng cũng có bàn tính cái vụ đó rồi, làm cái bậc thềm để đi lên để mình không có đạp lên cỏ. Thì Đạt có mua hai cục gạch rồi để về để đo và để lấy cái ý này kia nọ thôi. Thì về vô nhà kêu bả đi ra đi lấy ý kiến chung của hai vợ chồng cái, xong rồi chạy đi Home Depot hoặc là Lowe gì cũng được. Nên là lạnh quá. Rồi tới đây á, là để anh chỉ em cái chỗ miếng đất này, mộc đất á, hôm nay á, là hai vợ chồng muốn làm cái chỗ để mình đi lên trên đó. Mình đi lên trên đó thì hôm trước mình mua hai cục gạch đấy, trước mình mua hai cục gạch này là để mình đo ok, chứ không gì hết. Thì từ đây lên trên tuốt ở trên phía trên kia là tổng cộng sẽ tốn bao nhiêu cục gạch, và mình muốn là coi như mình làm hai cục hay là một cục, ví dụ như giống như một cục đi thẳng lên luôn hay là hai cục đi thẳng lên luôn. Ba cục, ít nhất là ba cục, hai cục đi rồi mình tướng em mặt em đi rọt dưới sao, ít nhất là ba cục. Ba cục nhiều quá không? Phải ba cục, xong rồi hai bên hông á là anh phải đổ đá sỏi nữa thì anh mới thấy được cái sự chính giữa là cái cục gạch hai bên hông đá sỏi thì nó mới đẹp. Thì anh định là hai cục là hai bên hông hoặc là cũng có đá sỏi rồi. Hai cục á là chỉ có một mình một người đi, là điển hình là em thôi, còn lỡ mà anh đi kế bên em rồi đi sao vừa hả? Mập như heo vậy đó, là còn hai cục ba cục đi. Quá gió lạnh quá vậy. Ok, sau giờ ba cục phải không? Dạ. Ba cục. Cục. Hai bên hông cũng sỏi luôn sỏi nữa luôn đúng không? Là có nghĩa là ba cục gạch mình sẽ để thẳng lên trên đó luôn. Ok. Là cái đó là cái ý kiến của em, còn làm đẹp hay không là do anh. Ok, giờ đón nghe mỗi một cục gạch này cũng hai bàn chân của mình đó. Hai bàn chân của vợ chứ không phải hai bàn chân của anh. Bàn chân anh được không? Hai bàn chân là một cục gạch. Ok, rồi bước đi. Okay, giờ bước đi. Xin lỗi các quý vị các bạn. Mình hiện giờ không có cái gì ở đây, không có cái gì cái thước, nên cho em đi chơi cái này chơi cho vui luôn nha. 16 cục
là cho một dãy. 16 cục cho một dãy. Mà mình cần tới 3 dãy, có nghĩa là 16 nhân 3. Ok, 48. Đúng vậy, là mình phải mua thêm 48 cục gạch. 48 cục gạch. Thề mấy cái cục sỏi kia mình nghĩ hai bên á, mấy cái sỏi nhỏ giống như cái sỏi trên đường đó. Mình nghĩ chắc mua 10 bịch đủ rồi. Cái kia 16. Dạ. 16 thì đại khái anh định là coi như là mỗi bên nửa bịch sỏi đó, đúng không? Thì nghĩ 10 bịch tái ngầu đủ rồi. Okay. Xong chưa? Okay. Lạnh quá. Ok, vô xe. Mũi rồi. Ok, vô xe. Đi. Ok, bye. Ok, bye. Xong về tính lạnh rồi, lạnh. Thôi, bye. Chui vô nách anh được không? Được. Thôi, cảm ơn. Ok, rồi, đi. Xin chào tất cả các bạn với bầu trời Boston. Hôm nay thì hai vợ chồng Đạt đi ra ngoài kiếm mấy cục gạch, mấy bao cát, mấy bao sỏi mua để làm cái đó là sao? Gì cái sân ngoài sau con đường đi lên á, mình cho làm cái con đường đi thôi, đúng rồi. Làm con đường đi. Yes. Nhưng mà cái điểm quan trọng Đạt bấm nút quay bây giờ á là gì? Để giới thiệu cho các bạn xem hình ảnh của người đi mua cá, mua cát đất với lục gạch đẹp chứ bộ. Này, mình kêu ông đeo, ông chịu đeo các bạn, ông nói nhìn kỳ, nói đâu kỳ. Yeah. Trời. Bà đi mua đá mà giống như là y tá nè, mình đặt này nó nè, đó. Đúng vậy. Ừ. Dành không? Đó. Ừ. Mà nhìn nó sáng sủa lắm, nhìn nó chứ đeo nó nói chung nó không có bị đau gì hết trơn á, được. Ừ. Đeo không? Thôi. Không sao, nhưng mà đúng lý là mình phải đeo mắt kiến. Ừ. Vâng, bịt khẩu trang không đủ nữa, mà đúng lý là mình phải đeo. Thì anh đeo cái này anh đâu có cần đeo mắt kiến nữa. À, tức cũng chưa chắc nữa, tại vì cái gì đó cái hơi nó cũng nằm ở dưới, nó bay lên vậy, nó bay lên nó không có chỗ bay thì nó bay xuống lại cũng như không bay. Nó thiệt, nó đeo dữ quá, không thấy đường đi luôn. Thì đúng rồi, giỡn anh nghĩ là em tốt nhất là chơi theo kiểu mà mấy cô bên cái quốc gia gì mà bịch đầy hết trơn luôn á, là coi như là em nghĩ coi mấy cổ bịch đến nỗi mà đàn ông không xâm phạm được thì làm sao mấy con virus xâm phạm được, đúng không? Sao biết đàn ông không xâm phạm được thì có biết người đó là đàn ông hay đàn bà hay đẹp hay xấu mà xâm phạm, hiểu không? Thấy hai con mắt không à? Thấy hai con mắt không à? À thôi, bây giờ mình đi mua đồ, nhưng mà trước hết là mình đi giải quyết cái ly cà phê anh cái. Đúng rồi đó. Rồi, gặp lại sau nha các quý vị các bạn. Mình chỉ có nhiệm vụ là mình đi để mình quay phim thôi các bạn, còn cái nhiệm vụ mà là khiên là ổng sẽ là cái người khiên. Khỏi nói, cái chuyện này tôi biết. Giám đốc. Thấy cái tóc mình bạc không? Tức là bị coi như là sử dụng quá mức luôn á. Sử dụng đâu quá mức. Yes. Okay. Rồi, gặp lại sau nha. Em uống gì? Em hả? Lúc nào cũng thích ké với anh thôi. Ké rồi chứ không có đá. Yes. Hi, can I have one large hot hazelnut flavor with cream and sugar? Yeah. Khoan, hold on. Đổi ý rồi. Kêu em 2 shot espresso only. Oh, can I have 2 shot espresso only? On the side. On the side. On the side, please. Thank you. Thank you. Yep. Sao? Vụ gì? Hả? Không hiểu không sao em muốn. Em có ly cà phê sữa đá kế bên rồi. Ồ vậy đó hả? Đây. Còn nó chỗ quay trời. Đó. Chỗ bà đặt đưa bầu trời Boston. Này hôm mấy. Đó. Thì giờ uống gần hết rồi, sữa không mà giờ mình bỏ 2 shot đắng vô nữa mình uống được thêm ly nữa. Không có, không cần đường hả? Trong đó có sữa nhiều lắm. Ờ vậy đó. Để đó cho em. Đói bụng không mấy lai? Không. Sáng sớm chưa có làm gì hết, cứ thằng đói bụng hoài, cũng mập ngủ. Trời ơi, sáng tao phải ăn sáng chứ. Và cái đồ anh mua trên mạng cho em để sức bụng, mà chừng nào em mới sức. Anh biết là em ngại quay cái đó, nhưng mà chừng nào anh mới sức đây, đúng không? Anh biết quá, bụng em đâu có đủ bự đâu, chưa đủ bự nên không cần sức. Mình chơi bả mập á cho nên bả ngại. Có gì đâu ngại, mập thì chấp nhận mập, người ta mập ta dễ thương mà, đúng không? Có gì đâu ngại. Thì đúng rồi, cái đó mục đích là sức cho cái bụng cho em.
mà mắc mà... mới gì không cái nhắc cái bụng cái hoài vậy hả? Hả thì đó cái bụng em coi như là em nói có mỡ thì anh cũng đồng ý là đúng là có nhiều mỡ, và cái thuốc đó quảng cáo là coi như là xích cái bụng, nịch cái bụng, xích thuốc đó vô rồi nịch lại, ngủ đêm sáng dậy và cứ làm hoài như vậy cho đến khi hết thuốc rồi thì bảo đảm. Bây giờ anh muốn á, thì tối bớt. Nào anh cũng chịu khó anh nịch cho em đi. Đúng anh nịch đi. Ừ. Anh nịch rồi anh tự tháo luôn thì được chứ được, còn được. Em nịch lại em không nịch rồi đó. Cái vụ làm đó thì anh không có khó khăn gì hết trơn. Tối ngày nhắc cái bụng mỡ tôi miết. Chê tôi đi kiếm ghệ khác hả bưởi? Hả? Dạ rồi. Không cũng biết nữa hả? Dạ rồi không ai thèm. Cũng biết điều đó nữa hả? Được á, biết điều đó là tốt á. Nhưng mà ít ra ở nhà cũng còn có một đứa nó quá xá là nhỏ không biết gì cho nên ta nó lúc nào cũng là mặt trời. Hello. Thank you. So, anh mà lấy cái ly cà phê xong là anh phải rửa tay đó. Cho nước rửa tay. Yeah. Không rửa rồi bóc chúng tôi đi. Thank you. Đúng rồi đó. Anh chế vô đó luôn cho em đi, chế vô luôn. Xíu đi, tránh ra để cho người ta làm việc của người ta đi. Vậy đó ha, espresso làm vậy đó ha. Ú, ngon chưa? Vậy đó ha. Đúng rồi. Nghe cái mùi đắng quá. Yes. Thơm lắm. Wow. Rồi bây giờ mình có vài cái vấn đề mình cần phải suy nghĩ, mình thích cái gì, muốn cái gì nha. Đại khái ở trên đây là mấy cái cục gạch mà mình thích. Đây. Ở đây màu này nè, đó bữa hôm mình mua hai cục gạch này rồi thử hai cục gạch cục này rồi. 7. Đúng không? Hai cục gạch đó thì mỗi một cục có là 5 đồng. Giờ mình mua 50 cục này đi. Giờ mua nếu mình mua 50 cục này. 50 với cục này. 10 bao sỏi. 10 bao sỏi. 10 bao sỏi. Gọi gì nữa anh? Cát nữa. Cát nữa. Dạ, thì mình quyết định là mình sẽ trả tiền cho người ta ship tới nhà cho mình luôn. Người ta khiêng cho mình, người ta để tới tận nhà cho mình luôn, mình khỏi phải khiêng đỡ mệt. Bây giờ mình mướn xe cũng vậy rồi. Ok. Còn không mướn thì mình phải chạy mấy lần. Mướn xe là cũng hết mấy chục đồng rồi. Mình phải khiêng nữa, này nó nặng dữ lắm. Nè cái này cái anh nói cho vợ nghe nè, coi như là nếu mà mình làm á, mình tự làm cái này được đó. Mình tự làm cái phần này được nha. Cái đó chỉ là cái miếng sắt này thôi, rồi mình phải ấn mấy cục gạch trong vòng ngoài đó, cái đó là chỉ có miếng sắt này thôi. Thì cái miếng sắt đó là chỉ một cái hình vuông để mình làm cho nó dễ thôi, nhưng mà đó là khá vậy. Ok. Cũng thì... đẹp á chứ, xong rồi ấn mấy cục gạch ở ngoài thôi. Nha. Rồi thôi mình kêu người đi. Rồi cát đây nè, nó có hai loại cát nè. Ok. Bây giờ mình thích loại cát nào thôi. Hai cái giá tiền khác nhau 1 đồng. Ok. Cái loại cát này thì cũng 4 đồng rưỡi. Gần mình cứ cộng lên đó, gần 4 đồng rưỡi. Cát có nghĩa là anh đổ ở dưới xong anh mới để gạch lên hả? Đúng vậy. Dạ. Yeah. Rồi. Còn thì đúng rồi, anh bữa hôm mình nói 10 bọc mà. And then sỏi bên kia. Rồi đi qua. 4 đồng bịch thì phải. Yeah. Tức là nằm trên nè. Bây giờ rồi. Là mình quyết định là mình sẽ mua tổng cộng là 50 cục gạch, 10 bịch sỏi xanh này, sỏi trắng chứ. 10 bịch cát. Okay. Và mấy cái cây lòng ton gì đó không biết. Mình sẽ nhờ người ta trong chỗ này, người ta sẽ chở và người ta sẽ giao hàng cho mình luôn. Rồi mình chỉ có việc mình ở nhà mình chờ thôi, là mình làm thôi. Anh nghĩ cát chắc 5 bịch đủ rồi, không cần. 5 bịch thôi hả? Cái sỏi này đó thì 10 bịch nhưng mà cát 5 bịch đủ rồi. Ok, 5 bịch cát rồi. Cát con. Okay. Các bạn hãy chờ đợi cái màn làm sân vườn tại nhà của Mr. Đạt. Oh my god.